quý khán giả đang đến với bản tin thị xã Hoa Thành của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thị xã Hoa Thành giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 76%. An ninh trật tự dịp đại lễ hội yến chiêu trị cung được giữ vững. Tuổi trẻ Hoa Thành tích cực tìm hiểu văn hóa địa phương. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý khán giả, thời gian qua, công tác quản lý xây dựng cơ bản và đầu tư công được thị xã Hòa Thành quan tâm thực hiện chặt chẽ, khối lượng thi công và giải ngân các công trình cơ bản đạt tiến độ, chất lượng được đảm bảo. Cụ thể, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thị xã hơn 205 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9 năm 2023, thị xã đã giải ngân được hơn 156 tỷ đồng, đạt trên 76% kế hoạch được giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành, Trương Văn Hoàng cũng đã có chỉ đạo, từ nay đến cuối năm, các cấp các ngành trên địa bàn thị xã cần chủ động ra soát cân đối nguồn vốn đối với các hạng mục công trình, tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ và nguồn vốn địa phương xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục công trình còn lại, phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đầu tư công đạt 100% theo kế hoạch đề ra. Thưa quý khán giả, thời gian qua thị xã Hòa Thành đã không ngừng có sự phát triển tiếp tục khẳng định vai trò vị trí quan trọng của mình đối với sự phát triển kinh tế xã hội của cả tỉnh Tây Ninh. Trải qua quá trình phát triển, thị xã Hòa Thành đã dương lên và gặt hái nhiều thành tựu kinh tế xã hội nổi bật, có thể kể đến như là địa phương có mức tăng trưởng cao trong tỉnh, có tốc độ đô thị cao, có nhiều thay đổi về diện mạo đô thị từ khi thành lập thị xã Hòa Thành cho đến nay. Các chỉ tiêu đối với đô thị loại 4 đã được củng cố hoàn thiện và đang phấn đấu nâng cấp lên mức cao hơn đối với đô thị loại 3, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng đô thị. Với các điều kiện tự nhiên hạ tầng đô thị hiện nay, tất cả đã cho thấy thị xã Hòa Thành có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế xã hội là hạt nhân tăng trưởng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Vừa qua, hàng trăm ngàn người đã tệ tụ về tòa thánh Cao đài Tây Ninh trên địa bàn thị xã Hoa Thành để tham dự đại lễ hội yến Diêu Trị Cung năm 2023. Hội yến năm nay được đánh giá là được diễn ra an toàn, tình hình an ninh được giữ vững. Để đạt được kết quả này, Công an thị xã Hoa Thành đã tăng cường công tác phối hợp cùng các đơn vị thuộc Công an tỉnh để triển khai lực lượng, phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước và trong đại lễ qua ghi nhận năm nay tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường đã cơ bản được kéo giảm công tác đấu tranh với các tội phạm như móc túi trộm cắp cướp giật tài sản được tăng cường giao thông trên các tuyến đường dẫn vào tòa thánh được đảm bảo công tác điều tiết phân luồng giao thông được chủ động thực hiện không để xảy ra tình trạng ủng tắc tất cả đã góp phần tạo nên một đại lễ an toàn mang đến sự yên tâm an toàn cho người dân và du khách tạo thêm những ấn tượng đẹp cho du lịch tây ninh thưa quý khán giả thời gian qua các cấp bộ đoàn trên địa bàn thị xã hòa thành đã thường xuyên tổ chức các hoạt động đến thăm tìm hiểu văn hóa tại các cơ sở thờ tự của tôn giáo cao đài qua đó giúp các bạn đoàn viên thanh niên tìm hiểu trân quý và có những việc làm thiết thực để giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc này của địa phương trong mỗi hành trình, đoàn viên thanh niên được tổ chức tham quan tìm hiểu khám phá về các giá trị văn hóa lịch sử của các cơ sở thờ tự của tôn giáo cao đài, nhất là về các nghệ thuật kiến trúc, trang phục lễ nhạc, các hoạt động sinh hoạt tôn giáo thường ngày của các tín đồ. Cùng với việc được nghe ban cai quản, ban quản lý các cơ sở thờ tự giới thiệu cung cấp thông tin, các bạn đoàn viên thanh niên cũng tỏ ra năng độ tích cực đặt các câu hỏi có liên quan. Những thông tin kiến thức có được từ các hành trình này không chỉ bổ trợ tích cực cho công việc học tập mà qua đó còn khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong học tập, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thời gian qua, mô hình công dân xã Trường Hòa với pháp luật đã kịp thời tiên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến mỗi công dân trên địa bàn xã, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật chủ yếu của mô hình là các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như bộ luật dân sự luật trẻ em luật đất đai luật hộ tịch luật căn cứ công dân thành viên trong mô hình đã tham gia cấp phát tờ rơi thông tin pháp luật tài liệu tuyên truyền tài liệu hỏi đáp pháp luật và các văn bản pháp luật cho người dân tích cực tham gia các cuộc thi về tìm hiểu pháp luật và đạt nhiều kết quả tốt qua thời gian triển khai thực hiện, mô hình công dân xã Trường Hòa với pháp luật đã phần nào cho thấy những hiệu quả tích cực, nhất là trong việc phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại địa phương. Quý khán giả thân mến, bản tin thị xã Hoa Thành kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.